Ông nhìn bông lúa quá trời hộp các bạn ơi. Lúa năm nay trúng dữ. Đúng rồi. Nói chung là nó Phúc rồi. Nửa mấy khoảng mười mấy hai chục năm nay mới thấy được cái bông lúa Phúc. Tại dùng mình vậy đâu còn lúa đâu à. Quá đẹp luôn à. Máy rồi đang từ từ tiến tới các bạn ơi. Máy mình đang quay cận cảnh cái máy luôn cho các bạn xem nha. Những cái bông chụp lúa rất là đẹp. Cắt kỹ lắm nha các bạn, không sót nha các bạn. Máy mình quay cận cảnh cái sao máy nó đưa phúng gom ra nha các bạn. Rất là cái gắt cũng rất là đẹp các bạn. Phúng gom nó đều qua một cái đường thẳng các bạn. Theo như con nhìn cái phong cảnh lúa như vậy rồi Tết mình cũng sắp tới rồi. Chắc theo như con độ là năm nay bà con mình khu vực này chắc ăn Tết chắc cũng rất là vui ha chú ha. Dạ. Nói chung là nông dân mình thấy nó cũng thoải mái. Dạ. Cũng mừng cho bà con nông dân của mình năm nay ha. Dạ. Có hai em nhỏ chạy theo với máy cắt nè các bạn. Hai em nhỏ chạy theo máy cắt. Hai em nhỏ đi bắt chuột nè các bạn ơi. Bên mà anh tài xế máy cắt anh ra hiệu cho mình là ảnh tới chỗ rồi. Ảnh cũng sợ mình tông vô máy cắt của ảnh. Rồi máy cắt có kèn nữa các bạn. Máy cắt có kèn nữa. Rồi máy cắt phía trước mấy anh ở trên đang chuẩn bị máy cắt gặp mặt phiên họp đồng lúa quá trời rộng luôn cả nhà. Chào đại gia đình đến với kênh Bona quê tôi. Hello. Thiếu thượng xin kính chào đại gia đình mình trên mọi miền đất nước, một lời chào trân trọng nhất à. Vâng, hôm nay thiếu thượng muốn chia sẻ đến đại gia đình mình là một chiếc máy cắt gặt đập liên hợp các bạn. Ở vùng Sóc Trăng nha các bạn, vùng Long Phú Sóc Trăng đang gặt lúa các bạn. Thì mình giới thiệu cho các bạn xem cái khung cảnh ở quê mình gặt lúa gặt đập như thế nào nha. Rồi mình sẽ tiến tới từ từ Phúc ơi. Bà con nông dân ở mà Long Phú Sóc Trăng này năm nay ăn Tết lớn rồi bà con, các bạn ơi. Đây lúa có giá mà lúa rất là trúng các bạn. Lúa rất là trúng. Phúc có hai đứa hai em nhỏ đi bắt chuột đó kìa Phúc. Mấy em chạy ra bắt chuột hay gì? Dạ. Chạy ra bắt chuột chút xíu rồi, chú quay rồi các em lên luôn. Bona quê tôi. Quá đẹp, vườn lúa quá trúng ha, lúa là trúng không em? Quá lúa quá xá im luôn. Chút xíu Phúc, bao vòng tròn cái còn nhỏ nhỏ cái mấy em chạy ra bắt chuột cũng vui lắm Phúc. Bên chơi nó làm gì vậy? Dạ, làm YouTube. Hả? Dạ. Tại bên con không có lúa. Dạ. Dạ. Ở đâu? Con ở Hưng Phú. Ở Hưng Phú cũng Mỹ Tú Sóc Trăng á. Dạ. Có vụ này vàng lá quá đẹp luôn, quay đã. Quá đẹp luôn đúng rồi nãy. Trời quay dài dài. Dạ. Ở chỗ con ở không có lúa. Dạ, trà ầm với mía không à. Dạ. Lâu lâu đổi cái clip khác cho bà con coi đỡ quá cho đỡ mỏi mắt. Và cái đồng lúa rất là đẹp. Dạ tại bên con không có thấy lúa, không có lúa thấy lúa thấy cũng ham cũng đẹp. Bây giờ mình tiến về em báo 5 phút. Mình lỗi rồi, dài theo trong này giờ chút mình hãy quay ra Phúc ơi. Đó bây giờ mình với Nguyễn Phúc đi theo máy cắt nha các bạn. Cái này kia bằng gặt đập liên hợp hợp đó Phúc. Em nhìn bông lúa quá trời quá trời hộp các bạn ơi. Lúa năm nay trúng dữ. Đúng rồi. Nói chung là nó Phúc rồi.
nữa mấy khoảng mười mấy hai chục năm nay mới thấy được cái bông lúa Phúc. Tại vì mình thì đâu còn lúa đâu à. Quá đẹp luôn à. Rồi, hai em chạy trước đi em. Chạy trước đi. Rồi, có hai em nhỏ thì theo máy các bạn. Rồi, cũng vui lắm các bạn. Rồi, tới đó. Tới đó đúng rồi, tới đó bọc cái vườn lúa sập đó Phúc. Máy cắt dây lại, nửa bao cái cục này có chuột là Phúc. Mình thì quay cái đồng lúa này không biết các bạn có thích xem hay không thì mình cũng không biết ha. Nhưng mà đôi khi mình quay cái câu cá hoài, câu cá hay là mình quay cái gì hoài một cái thì các bạn coi cũng mỏi mắt. Thành ra mình đổi cái phong cảnh, đổi cái phong cảnh nên cho các bạn xem có cái này có cái kia đỡ mỏi mắt ha các bạn ha. Thì nói chung là anh em làm YouTube á thì tất cả anh em nào cũng vậy, cũng muốn ra một cái video nó vừa đẹp nó vừa hay cho các bà con mình xem, cho có cái niềm vui, cho có cái thư giãn. Thì tất cả anh em YouTube nào đều mong muốn như vậy, nhưng mà có những cái video thì không được hay đó, thì bà con mình thông cảm cho những anh em làm YouTube ha. Làm YouTube này cũng vừa đam mê, cũng vừa giải trí, cũng vừa thư giãn các bạn ơi. Thì rất là mong các bạn xem video có nhiều nụ cười trên môi thì anh em làm YouTube thì rất là vui rồi. Máy cắt ngộ Phúc, máy cắt chạy ngoài đồng không có ai chứ không ai dướng dắt cho Phúc càng hoài Phúc. Máy cắt Phúc càng xuống luôn các bạn. Mình tiến cho dài vô Phúc ơi. Hay là mình đứng đây cái mình quay cảnh ở trong chạy ra. Rồi mình thả cũng từ từ nhẹ nhẹ vô đi, mình giúp quay cảnh. Mình cũng cố gắng hết sức để cho bà con xem cho nó vui. Đóng gạ nằm ở giữa ha. Hai bên dây xích của cái máy thì không có gạ các bạn, thì chính giữa thì gom đùng lại. Cũng hay ha. Bên đây chắc khoảng từng nữa à, từng cái loại à Phúc, từng cái loại nữa là cắt rồi. Đây còn có mọi còn mấy cái bông chọi vậy này nè, mấy bông sát cậy nó còn xanh thôi à. À, còn mấy bông dưới đuôi này thì đỏ thôi nè, mấy bông sát cậy này nó còn màu xanh thôi. Sát cậy lúa là còn màu xanh thôi, chắc khoảng tuần nữa cắt thôi. Quá chỉ là chúng luôn, chúng tuyệt vời chúng luôn, không phải giỡn. Quá chỉ là luôn. Chú cho hỏi thăm lúa của mình năm nay hiện tại bây giờ giá mấy ha chú ha? Được giá không chú? Năm nay thì cái giá nó được hơn vụ rồi. Dạ. Lúa này thì bằng là lúa trúng hay là lúa trung bình chú? Lúa này năm nay là cái vụ này là trúng hơn được rồi, trúng hơn năm rồi luôn, bị làm cái giống khác á. Dạ. Giống G20 nè, còn khác cái giống kia Zero M rồi với 5451 rồi nằm chung tấn trở lại. Dạ. Theo như con nhìn cái phong cảnh lúa như vậy rồi Tết mình cũng sắp tới rồi. Chắc theo như con độ là năm nay bà con mình khu vực này chắc ăn Tết chắc cũng rất là vui ha chú ba. Dạ. Nói chung là nông dân mình thấy nó cũng thoải mái. Dạ. Cũng mừng cho bà con nông dân của mình năm nay ha. Dạ. Cắt lúa ngay lúc gần Tết rồi, lúa có giá nữa ha chú ha. Dạ. Dạ. Đất của chú ở đâu chú, ở đây hay đi đường luôn chú? Đất nguyên khu vực. Dạ, nguyên khu vực là đất của chú cầm bên. Dạ. 5 hectare nó nằm chặt tinh không ạ. Dạ. Cái này nữa mình lúa mình vô bao, mình làm bao, mình bỏ vô bao xong rồi máy cắt nó vô bao xong rồi mình chở cái vô nhà hay là ra tới đây cắt nó mua chút. Nó cắt trên lộ này mình bán luôn tại lộ. Dạ, bán luôn tại lộ này. Rồi chủ ra tự di chuyển lên. Nó mua, dạ. Nó chuyển nó làm vậy là. Dạ. Mình chỉ coi canh thôi. Dạ. Rồi, vậy bà con nông dân mình cũng rất là khỏe ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều chú. Dạ, cảm ơn chú. Mấy em bây giờ chạy ra bắt chuột không mấy em? Thế chạy ra bắt chuột không? Chạy ra máy bắt chuột, nãy có chuột chưa? Có chuột không? Chừng nào mới có chuột? Dòng hay dòng nữa nó gom nhỏ là mới có không?
Rồi chút xíu mấy chú cháu mình chạy ra bắt chuột ha. Cái nó có cái bông chục đó các bạn, mấy cái bông lăng á, nó lăng nó quấn vô lúa các bạn. À, bà con mình tận dụng đất là hết cỡ luôn các bạn. Có cái bờ bao để mà giữ nước đó các bạn, giữ nước là cho lúa đó, nhưng mà bà con tận dụng là trồng ớt luôn nha các bạn. Ớt rất là trái các bạn, ớt rất là tốt luôn. Trên cái bờ bao nhỏ xíu thôi mà bà con mình nói chung là tận dụng hết sức luôn các bạn, hết cỡ luôn. Ớt này như là bà con mình cây canh cũng là cho nó ngay dịp Tết luôn đó các bạn, ngay dịp Tết luôn. Tại vì bây giờ thì cũng là mùng 10 rồi mà ớt trái rất là trái luôn. Mình thấy có một số ớt chín nè các bạn, số nhỏ thôi, số nhỏ chín nè, trái rất là nhiều và cây cũng rất là tốt các bạn. Cái đồng lúa bao la nhưng mà có một cái bờ nhỏ thôi, cũng bà con tận dụng hết sức luôn là để trồng hoa màu vô cho có thu nhập thêm các bạn. Cái đó là mình cũng rất là thấy rất là quý, thì không có bỏ phí một cái khoảng đất trống nào hết các bạn. Tận dụng hết mức, tranh thủ cái nào mà có thu nhập được thì bà con tranh thủ các bạn ha. Thì hôm nay cũng rất là vui, có cái clip mà cắt lúa và chia sẻ với các bạn cánh đồng lúa của dùng mà Sóc Trăng rất là đẹp. Đó, máy mình quay cảnh cảnh phía sau máy nó đưa phun cơm ra các bạn. Đó, rất là cái gắt cũng rất là đẹp các bạn. Phun cơm nó đi qua một cây đường thẳng các bạn. Đó, có một đường thẳng rất là đẹp. Đây mình quay phía trước mình coi cái bông trục của máy quay cuốn lúa như thế nào các bạn. Có cái mấy cái găng rồi đó cuốn vô cái bông trục các bạn. Cái bông trục rất là hay các bạn. Đó. Có hai anh đứng, một anh thành bao, một anh cộng bao nha các bạn. Đó, tới chỗ là mấy anh thả lúa xuống đây. Rất là tiện lợi các bạn. Rất là tiện lợi luôn. Đó, mấy anh thả lúa xuống các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Rất là gọn cho bà con nông dân của mình các bạn ơi. Đằng kia thì có anh này, anh Honda, anh tải bao lúa các bạn. Chiếc Honda anh tải bao lúa, anh chị di chuyển các bạn ơi, quá đẹp luôn đó. Trên bầu trời thì chim én đang lượn đó các bạn. Tại vì cắt lúa cái đôi khi là bù cào cho cháu đồ bay lên đó các bạn, thì án bu lại kiếm mồi. Chim én lượn trên bầu trời rất là nhiều. Hai nhỏ biết chạy lên đó các bạn ơi. bị máy gượt các bạn. Bị máy ngược rồi. Máy rồi đang từ từ tiến tới các bạn ơi. Máy mình đang quay cận cảnh cái máy luôn cho các bạn xem nha. Những cái bông chụp lúa rất là đẹp. Cắt kỹ lắm nha các bạn, không sót nha các bạn. Cắt không sót lúa. Rất là sạch các bạn. Chỉ có mấy cái lúa lép thì bay ra thôi. Cái còn mà lúa chắc thì mấy anh hứng lại chơi các bạn. Lúa lép không các bạn ơi. Còn bảo là lúa lép bay ra. Còn lúa chắc ở lại không có hao hụt lúa các bạn.
có hai em nhỏ dập bắt chuột nữa kìa. Ờ, tội nghiệp hai em không? Hai em cũng vì đam mê chuột đó các bạn. Mình thì mình đam mê làm YouTube, còn hai em đó thì đam mê bắt chuột, bởi không có cái nón đội nữa các bạn. Không có cái nón đội luôn phải không? Hai em có dễ thương không? Hai em này người dân ở Sóc Trăng luôn các bạn, người dân ở mà Long Phú Sóc Trăng. Còn mình với Nguyễn Phúc là ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Nhưng mà anh em thì còn giàu Phụng Hiệp, Hậu Giang với Long Phú Sóc Trăng thì cách rất là xa, nhưng mà trên tinh thần là đoàn kết anh em, tinh thần là anh em. Ôi em quay lại, em quay lại, hai em rất hay bóng rồi, chào khán giả các hai em giơ tay nhỏ. Hai em rất là dễ thương các bạn. Hai em đi bắt chuột không có đội nón luôn. Hồi sáng sao không lấy nón đi em? Nhà em ở gần đây không? Vậy hả? Hai em rất là vui, cái này chắc chắc tình bạn á các bạn. Hai người là tình bạn. Ở đó thì có mấy anh chở lúa các bạn, chở lúa di chuyển, hình như là mấy anh này anh chở vô một cái chỗ nào đó tập, đang tập kết rồi đang căng là ra lại căng các bạn, ra với lại căng lúa. Hả? Ừ, cái đó là xã. Quá trời lúa. Hiếu Thuận xin chúc bà con nông dân ở vùng Long Phú, Sóc Trăng năm nay chúng lúa chúng giá, ăn Tết lớn, Tết hoành tráng nha bà con ơi. Hiếu Thuận chúc bà con ở Long Phú dồi dào sức khỏe, các bạn sự như ý nha bà con. Chúc bà con nông dân luôn luôn được vụ mùa bội thu. Sao em? Còn chắc còn khoảng 2 đường nữa là hết cái mỏng lúa này rồi. Hiếu Thuận chúc bà con nông dân ở Long Phú, Sóc Trăng năm nay ăn Tết lớn ha. Lớn nhỏ thì không biết em Phúc ha, nhưng mà thấy cắt lúa trong cái mùa xuân đến này thì rất là thấy ấm áp em Phúc. Là bà con thấy vui rồi. Xuân sắp đến mà mùa vụ mùa bội thu của bà con đang thu hoạch thì thấy rất là ấm áp em Phúc ha. Khoảng để cho dễ máy dễ gặt nè. Đúng rồi. Dễ máy dễ vô làm vậy đó, gọn. Bữa nay làm bà con bên đây cái mời qua bà con bên kia. Vậy đó. Các bác nông dân đang chắc lúa để lên xe Honda các bạn. Di chuyển ra ngoài kia đặng ghe lại căng nha các bạn. Thì nhà nước làm cái tuyến lộ này để mình di chuyển lúa rất là thuận tiện các bạn, rất là thuận tiện để mình di chuyển cho nó nhẹ, chở xe Honda thì chở được 2 bao, còn nếu mà mình vác cái sức người của mình vác thì vác không nổi các bạn ơi. Chỉ nhờ chiếc xe Honda hỗ trợ mình thôi. Có chiếc xe Honda là hỗ trợ mình chở được 2 bao mà đi đường xa cũng vẫn là im các bạn. 2 bao lúa đi nó cũng lẹ nữa các bạn. Cái đường này khá là có lợi cho bà con rất lớn. Lắng tưng à, nhà nước nghiên cứu làm cái lộ cho bà con di chuyển lúa rất là tuyệt vời luôn. Thank you.
Đó, còn một đường này nữa là đã xong cái máy, đã xong một cái mẫu lúa rồi các bạn ơi. Hai em nhỏ bữa nay thất thu rồi, hai em nhỏ thất thu rồi, không có. Không, đã giờ bác tưởng con hả? Không có, hay là xuống dưới luôn ta. Thất thu rồi, còn một đường nữa. Quá tiện nha. Quá tiện luôn, quá tiện, quá hợp lý luôn ha Phúc ha. Vừa đủ tua, vừa đủ tua thả xuống rồi, quá im luôn. Rồi bà con ở đây xe lại xem ra là chở lúa cũng quá tuyệt vời. Bởi đâu có thấy xe mà kéo lúa đâu không? Nó thường thường có xe kéo lúa. Ê, ê, chạy, hai em chạy rồi, chạy xíu đi em ơi, coi chừng có chuột em ơi. Cái cảnh có một chiếc mắt cắt mà đi tránh giữa, rồi hai em nhỏ đi theo bắt chuột hai bên đi cũng vui Phúc. Mấy anh kỹ sư anh chế ra cái máy này cũng rất là tuyệt vời ha. Chim én bay quá trời bay à, chim én bay lượng quá nhiều. Rồi ra đường đó là hết rồi đó Phúc ơi. Ở đây còn cái cánh đồng này bự dữ lắm nè, chắc lâu lắm ha. Bữa nay cánh quá trời lớn, phải nói là chắc có lẽ là Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc xin phép đại gia đình mình cho phép Hiếu Thuận kết thúc video tại đây đại gia đình ơi. Thì cái video cũng khá dài, thì cắt lúa hay gặt đập liên hợp thì các bạn cũng biết là cái túi chạy vậy. Để dài quá thì đợi gia đình mình xem hơi mỏi mắt ha. Thì trước khi kết thúc video thì Hiếu Thuận với Nguyễn Phúc chúc đại gia đình mình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều nụ cười trên môi. Hiếu Thuận và Nguyễn Phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo đại gia đình đây. Bánh chào cả nhà, chúc cả nhà xem video vui vẻ.